Xin thầy hạnh tuệ và sư tuệ tường. Giải thích câu nói trong từ bi thủy sám là hiện báo đời này là làm việc thiện ác ngay thân này chịu quả báo. Sanh báo là đời này làm việc thiện ác qua đời sau chịu khổ báo. Hậu báo là vô lượng kiếp về quá khứ làm việc thiện ác qua đời này hoặc vô lượng kiếp về sau chịu quả báo. Làm sao con nhận biết đâu là hiện báo, đâu là sanh báo, đâu là hậu báo? Về câu hỏi này xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tường sẽ trả lời. Kính thưa Đại Đức, hiện tại kính thưa quý vị, riêng về câu hỏi này á, thì cái câu nói mà từ bi thủy sám pháp này nè, thì sư cũng có cố gắng tìm hiểu á, tìm hiểu mà cho nó cái gì đó nó liên hệ một chút, có nghĩa là nó có một chút cái gì đó nó liên quan đến kinh điển tâm tạng Bali thôi quý vị. Cũng cố gắng tìm lắm để coi cái từ này nó nào thì tìm được, là có nghĩa là cái ý nghĩa là từ bi thủy sám á, ở đây mà một ở đây á, thì giải thích là thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Phạn, có nghĩa là Karuna, có nghĩa là lòng từ bi, lòng thương yêu, lòng chia sẻ đó. Nghe sẽ cố gắng nha, gọi nó lúc mà cố gắng là cố gắng mà tìm để cho nó cái gì đó nó gần gũi với nó có trong kinh điển đó. Còn cái từ bi thủy sám mà cái vị mà đặt câu hỏi này nè, mà hiểu theo cái nghĩa bên ngoài á, tâm đại kinh điển Bali á, thì cái đó thì thôi, cái đó là một cái khía cạnh, một cái phạm trù khác, cho nên sẽ không bàn, đúng không? Mà chỉ nói là khi mà nói mà gọi là từ bi thủy sám pháp nè, thì ý là trong sự cái tìm hiểu thì tiếng Phạn là Karuna, tức là nói về cái lòng bi mẫn đó, lòng bi mẫn đối với vô lượng chúng sanh đó, là một trong tứ vô lượng tâm thưa quý vị. Đó, nếu mà hiểu cái này nghe, xin nhấn mạnh nghe, hiểu cái này theo tinh thần tâm tạng kinh điển Bali thì nó là như vậy, đó là tâm bi mẫn Karuna, một trong tứ vô lượng tâm. Còn mà hiểu ngoài thì thôi, ta sẽ không có làm bàn. Rồi cái vị nó mới hỏi là thật sự cái câu này, hai cái vế này là sư thấy nó không có liên quan nhau lắm. Ở đây thì gọi là hiện báo đề này làm thiện ác ngay thân này chịu quả báo, sanh báo đề này là gọi là, nói chung là nói tóm lại là theo sư hiểu, nói tóm lại là theo sư hiểu nghe, theo sư hiểu cái vế sau á, là tức là hỏi là ý ý là có nghĩa là làm sao mà để nhận biết á, có nghĩa là mình đó, phàm phu nha, nhấn mạnh là phàm phu, mình làm sao biết được cái nào gọi là hiện báo nghiệp, đúng không, rồi cái nào là sanh báo nghiệp và cái nào gọi là hậu báo nghiệp. Xin thưa quý vị, nếu mà so với phàm phu chúng ta mà nói là để biết chắc chắn hay là để biết kết luận cái đó là sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp á, thì xin thưa là không thể, nói thẳng là không thể. Phàm phu mà sao biết chắc chắn được vậy? Biết chắc chắn là chỉ có Đức Phật Toàn Giác thôi vị, Phật Toàn Giác thôi. Tại vì sao? Quý vị xem suốt ở trong các chú giải chuyện tiền thân và chú giải pháp cú á, thì quý vị có nhận ra một điều không? Ra một điều là như nào? Là khi một cái sự kiện mà xảy ra, thí dụ vị tỳ kheo này quá khứ là bị ghẻ lở này nọ đó. Hiện tại xin lỗi, là trong cái kiếp hiện tại đó bị bệnh ghẻ lở rồi nè, hay là bị con bò nó hút chết nè, hay là được cái thiện nghiệp là ngày như sen ngày siêu lý đó, là đệ nhất về tài lộc đó, thì chỉ có Đức Phật Toàn Giác biết chính xác đó, là cái quả ngay trong cái kiếp mà thời Phật Gautama đó, là cái nhân chính xác là cái nhân gì đưa đến, hiểu không? Thì vốn dĩ một cái quả là nó có rất nhiều, một cái quả mà để nó chỗ nó có rất nhiều cái nhân duyên để tạo một quả, nhưng mà để làm mà nói là một cái nhân cho quá khứ, nhân chính đó, thì chỉ có Phật Toàn Giác biết thôi đó. Cho nên là một lần nữa sẽ nhấn mạnh nha, là để đọc phàm phu mình mà đòi biết chính xác ở đâu là hiện báo nghiệp, đâu là
sanh báo nghiệp, đâu là hậu báo nghiệp, thì cái điều này đều không thể. Nhưng mà chúng ta có thể biết, hỏi hỏi có thể thể biết biết cái nghĩa là biết, gọi là biết nó qua một cái khái niệm thôi, qua là một cái biết về niềm tin thôi. Thì biết về niềm tin thì được, thưa vị, là sao, là giống như bây giờ làm sao mà đi, giống như là bây giờ nè, là trong cái câu chuyện á, mà của ông Hàng Bò, thưa vị, ông Hàng Bò là ví dụ, là dễ nhất để biết thế nào là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Là câu chuyện ông Hàng Bò là sao, là ông này là một người mà ông ghiền, ông gọi là ông nghiện, dùng từ nghiện, nghiện ăn thịt đó. Nghiện ăn thịt chứ không phải là ghiền bình thường đó. Ông nghiện thịt có nghĩa là trong bữa cơm nào bắt buộc phải có thịt, không có thịt là ông chịu không nổi đó. Thì hôm đó đó là ông kêu vợ ông để cái, vợ ông thường chừa cho ông cái miếng thịt đó đó. Thì hôm đó có ông bạn ông qua, thì này nỉ nó không bán, không có bán cho ông bạn của ông đó, bà vợ. Nhưng mà rồi đó là ông bạn ông không chịu, lấy như là lấy miếng thịt bỏ về luôn. Thì ông lúc ông tắm ra rồi ông hỏi là cái thịt ở đâu rồi, bà nói là nãy tôi không có chịu, không có chịu bán, mà ông bạn của ông đó, tự động lấy đó. Thì ông mới bực mình quá, ông mới đi ra, ông mới cắt lưỡi con bò, thưa vị, cắt nguyên cái lưỡi con bò đó, rồi ông bông xào ông ăn. Thì lúc ông ăn đó, là ngay thời điểm đó, là ông bị rớt cái lưỡi luôn, rớt cái lưỡi luôn. Thì cái đó là dạng mà gọi là, mình gọi là hiện báo nghiệp đó. Rồi sau khi ông chết đó, ông tái sanh vào địa ngục. Thì cái đó gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là hiện báo nghiệp là cho nghe quả cho cái một cái nhân mà khiến cho cái nghe cái quả lập tức ngay trong kiếp đó, ngay trong kiếp đó nha, đã nói hiện thì phải ngay trong kiếp đó. Rồi tới rồi sau đó là ông, khi ông chết đó, ông đi địa ngục, vào địa ngục, thì cái đó gọi là sanh báo nghiệp. Có nghĩa sanh báo nghiệp là cho cái chính cái nhân, mà ông giết bò nè, liên tục hình như là trên chiếc thoát cứu là 15 năm 20 năm gì đó, cái ác nghiệp ông làm đó. Thì chính những cái nhân đó nó làm cái quả cho ông trong cái kiếp, trong cái sau cái chết đó, là cái tiếp đó, là ông vào địa ngục, đó gọi là sanh báo nghiệp. Rồi ổng bị đọa đày, á, trong suốt cái trong địa ngục này, vậy vậy trong ngục một thời gian dài đó, thời gian dài, rất là dài, thưa vị, thậm chí là có thoát ra khỏi địa ngục có làm trâu làm bò này nọ, cái kiểu là làm ngạ quỷ đó. Thì miễn sau kiếp thứ hai đó, sau kiếp thứ hai đó đi, thì cái phần còn lại đó, đó là gọi là hậu báo nghiệp. Còn một cái nữa, là như vậy nữa, là thí dụ mà thời gian mà ông ở trong địa ngục á, là trong quá khứ ổng có làm cái thiện nghiệp gì đó, trong ở ổng ở trong địa ngục, ổng đang ở trong địa ngục nha, mà trong kiếp quá khứ, một kiếp quá khứ nào đó ở trong vô thủy luân hồi đó, ổng có làm một cái thiện nghiệp gì đó, nó có thể chỗ trong ổng, là thí dụ được ăn ngon mặc đẹp này nọ đó, nhưng mà thời điểm đó cho ổng ở trong địa ngục, thì những cái nhân quá khứ đó nó làm quả, nó chỗ thì nó chỗ giống như bị úng đó. Trong thời điểm đó ổng ở địa ngục mà xong hưởng mấy cái đó, cho nên nó trở thành gọi là vô hiệu nghiệp đó. Thì ở đây á, là mình á, mình qua cái câu chuyện này nè, ví dụ để cho quý vị dễ hiểu, để cho mình có cái niềm tin đúng hơn, có niềm tin đúng hơn đó, để mình biết thế nào là hiểu là thế nào là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Còn nói mà để là nói là nhận biết được, tại vì ở đây dùng cái từ mà gọi là làm sao con nhận biết đó. Nhận biết có nghĩa là biết chắc á, gọi là biết chắc, thì xin thưa quý vị là không thể nào mà đó biết biết chắc được đâu. Ngay cả nó sư, sư nói thật quý vị, có một trường hợp sư chứng kiến nha, chứng kiến chưa vừa chứng kiến ở đây là khoảng chừng một năm đổ lại thôi, có một trường hợp mà người này họ làm ác, rất là kinh khủng như vậy, họ làm ác mà liên quan đến tam bảo, họ đụng cái tam bảo, họ vô họ họ đập, họ phá vô tam bảo, rồi họ thao túng chư tăng các kiểu này nó, hội chúng rồi nó, họ điều khiển này nó. Thì cái thờ thì do cái ngay trong kiếp đó là chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà mình nghĩa là mình có niềm tin, thì mình bỏ đoán là có thể là do cái ác nghiệp đó, nó khiến cho cái chúng sanh đó, là nó có thể, còn có thể là hiện báo nghiệp thôi. Còn nếu mà nói làm sao mà kết luận được chắc chắn là cái đó là hiện báo nghiệp, thưa vị. Và tương tự nghe Phương Tử sư nhấn mạnh lần nữa, cái nào đó là sư ví dụ về cái bất thiện, riêng về cái thiện cũng vậy. Cái thiện là giống như bây giờ, giống như là một cái vị vừa
vị thánh tăng mà vừa xả thiền diệt ra, và hai vợ chồng này là cúng dường cái cúng dường đến ngày đó quý vị. Hai vợ chồng là nông dân thì đất bỗng hóa thành vàng, thì đây là một trường hợp báo nghiệp. Thì nếu mà hai vợ chồng này nè trong cái quá khứ đó là biết vung bồi, đúng không, biết vung bồi thiện nghiệp đó, đều đặn gì đó, rồi bố thí trì giới hành cơ bản hành thiền này đó. Đó thì với cái thiện nghiệp đó thì cho cái quả đời sau sẽ làm chư thiên, đó là hậu gọi là sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp thưa vị đó. Còn hậu báo nghiệp thì thí dụ ở chư thiên sau cái kiếp thứ hai làm chư thiên đó, và những kiếp nhiều kiếp sau làm chư thiên, cứ chơi thì chư thiên, hoặc là có làm người thì cũng làm đại gia này nọ, thì gọi là hậu báo nghiệp thôi, nó tương tự như vậy thôi. Còn cái trường hợp mà sanh làm chư thiên, mà làm chư thiên rồi mà những cái quả trong quá khứ đó, bất thiện từng làm, giống như là có như là nói đúng là sẽ bị xe đụng không, sẽ bị ung thư gan, ung thư thận này nọ không, bị úng não này nọ đó, đúng không, nó chỗ cái thời điểm đó mà lúc đó làm chư thiên này làm sao bị bệnh đó thì trở thành vô hữu nghiệp đó. Thì sự ví dụ hai hai trường hợp thiện và bất thiện về hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, để quý vị có cái niềm tin để khi mình nhìn những cái vấn đề, những cái sự vật hiện tượng mà nó xảy ra trong đời sống mình thì phần nào mình có thể mường tượng được, mình hiểu được thôi. Nhưng mà đừng nha, xin nhấn mạnh nha, đừng bao giờ phán xét, đừng xét xét là ông này là ông hiện báo nghiệp nè, không, ông này là hậu báo nghiệp, ông này là sanh báo nghiệp nè, cái đó thì sai. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Xin cảm ơn Tri Ân Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời. Thì xin thưa với quý vị, có hai điều mà Đại Đức Tuệ Tường nói, sư tóm tắt cho quý vị nhớ. Thứ nhất là việc hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp á, thì không thể nào. Bởi vì thứ nhất, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Cái thứ hai, chúng ta không có thần thông để biết cụ thể là cái việc mình làm như thế này là mình sẽ chịu cái nghiệp chính xác cụ thể nào. Ví dụ như do tôi đập chết con muỗi thì cái kiếp thứ hai hoặc kiếp thứ ba, vào năm tôi 10 tuổi thì tôi đi ra đường tôi sẽ gặp tai nạn giao thông, thí dụ như vậy. Thì mình không thể biết chính xác được như thế, nhưng cái điều mình có thể biết đó là khi tôi làm ác thì chắc chắn là tôi sẽ trải qua một loạt những quả ác. Và một loạt những quả ác đó là như thế nào? Đó là cái thứ hai để Đức Tuệ Tường nói. Đó là khi chúng ta làm một điều thiện hoặc một điều ác thì cái nghiệp đó, đó nó không bao giờ trổ một quả duy nhất mà nó sẽ trổ qua ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn hiện báo nghiệp, tương ứng như trong Tăng Chi Bộ Kinh là Đức Thế Tôn nói một người làm ác họ sẽ phải chịu các quả báo như sau. Thứ nhất là pháp luật trừng trị, thứ hai là tiếng đời chê trách, thứ ba là cắn rứt lương tâm. Thì ba cái quả báo này là thuộc hiện báo nghiệp. Và thứ tư á là sanh về cảnh khổ ở đời sau kiếp khác, thì đó thuộc về hậu báo nghiệp. Và không chỉ một kiếp mà nó sẽ trải dài cho suốt dòng sanh tử, bao nhiêu kiếp thì tùy tùy chúng sanh đó. Xin thưa là đừng bao giờ nghĩ nó ngắn, thường là nó rất dài nha. Nhớ giùm sư bà Malika là một người làm rất nhiều thiện nghiệp mà bà chỉ giết một con dê, số kiếp bà phải trả đó không tính cõi địa ngục, số kiếp bà làm thú mà bà là hoặc làm người mà bà bị chặt đầu á nó nhiều như số lông con dê, thì đó cái khoảng như số lông con dê đó là hậu báo nghiệp. Còn cái kiếp bà đi địa ngục á là sanh báo nghiệp. À, đó là hai điều mà chúng ta cần phải nhớ. À, còn về rồi thôi, tôi chỉ nói như đó thôi, tại vì nói vào trọng tâm. À,
Rồi, và chúng Thế ta nha. qua. Dạ. Được Dạ. rồi. Sư xin nói thêm điểm này, tại vì sư thấy là cái vấn đề mà gọi là cái thời gian mà cho quả nè, mà thực sự là trong rất nhiều chương trình vấn đáp á, sư cũng đã cố gắng giải thích sao ngắn gọn nhất để cho quý vị cô nghe, là ngắn gọn và cô đọng nhất để cho quý vị dễ hiểu rồi, đúng không? Thì sư chỉ mong một điều này thôi, chỉ mong một điều này là nếu quý vị có lòng mà muốn tìm hiểu về nghiệp và quả của nghiệp á, có nghĩa là mình tìm hiểu mình để mình có khái niệm, mình thứ nhất là quan trọng nhất là có chánh kiến rồi đó. Tại vì sư thấy không chỉ là riêng nhiều cái trường hợp hỏi về cái vụ mà cái thời gian mà cho quả này đâu, ở trên live này đâu, ở trên kênh của trên YouTube của Đức Hạnh Tuệ đâu, mà sư thấy ở ngoài đời á, sư thấy có rất nhiều Phật tử, thưa vị, rất nhiều Phật tử hỏi sư vấn đề này. Cho nên là sư có một cái lời khuyên rất là chân thành và rất là thiết tha, nếu quý vị nào muốn tìm hiểu để cho mình hiểu, mình có được cái chánh kiến, tại vì quý vị mà không đã không có khái niệm mà hiểu được những cái vận hành mà của nghiệp á, nghĩa là có khái niệm vận hành của nghiệp á, chứ không phải là hiểu tường tận nha đó. Thì xin đưa quý vị, không bao giờ quý vị mà đúng nghĩa, sư gọi từ đúng nghĩa quý vị có được chánh kiến đâu. Sư nói rất thật lòng, nói thiệt. Chính vì như thế sư khuyên quý vị là quý vị tìm cái quyển mà vận hành của nghiệp của ngài Báo, sư pháp thông dịch có hai quyển, quyển một đó là nói về nhân, quyển hai nó về quả đó. Quý vị đọc chậm rãi giùm sư, đọc một lần chịu, đọc hai lần, đọc ba lần, thậm chí đọc mười mấy lần cũng cũng được nữa. Mà thậm chí bản thân sư, thưa quý vị, bản thân sư 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 đọc quyển nó rất là lâu rồi, nhưng mà thậm chí sư phải đọc đi đọc lại đó. Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà thật sự là như vậy, thưa quý vị. Tại vốn dĩ là nếu bây giờ mà sư giải thích theo cái quyển ở đây nha, là quý vị còn rối ren hơn đó. Tại vì biết sao, tại vì cái nếu mà giải thích theo cái quyển ở đó thì là cái ở đây nói nè, đem có một đoạn nói nè, như vậy tùy theo quả chúng ta có 6 vận hành của nghiệp quá khứ, 4 vận hành của nghiệp hiện tại và 2 vận hành của nghiệp tương lai đó. Ở đây sư gọi là sư nói sơ sơ chứ bị hiểu thôi, cái độ phức tạp thôi. Nếu mà mình không có đọc thì mình không thế nào mà có chánh kiến đâu. Chánh kiến, tại chánh kiến đầu tiên đó là quý vị, căn bản nhất là cái gì, phải có niềm tin vào nghiệp quả của nghiệp. Bởi vì không hiểu thì làm sao có niềm tin đó. Thì ở trong đây nè, các vị thấy phức tạp không? Ví dụ bây giờ quá khứ đi, là cái số 1 là nghiệp quá khứ và quả quá khứ nè, cái số 2 là nghiệp quá khứ không có quả quá khứ nè, cái thứ ba là nghiệp quá khứ quả hiện tại, cái thứ tư là nghiệp quá khứ không có quả hiện tại, cái thứ năm là nghiệp quá khứ quả tương lai, còn cái thứ sáu là nghiệp quá khứ không có quả tương lai. Cái này là phần quá khứ nha, còn phần hiện tại nè, nghiệp hiện tại quả hiện tại, nghiệp hiện tại không có quả hiện tại, nghiệp hiện tại quả tương lai, nghiệp hiện tại không có quả tương lai, rồi phần tương lai có hai cái là nghiệp tương lai quả tương lai, nghiệp tương lai không quả tương lai đó. Chỉ khi mà quý vị mà nói chung là tìm hiểu đọc kỹ, một lần nữa nhấn mạnh lên nha, tìm nếu mà muốn hiểu về nghiệp quả của nghiệp á, tìm cho sư đọc quyển vận hành của nghiệp, nó có hai quyển đó, của ngài báo thì sư pháp thông dịch đó, quyển một là nhân, quyển hai là quả, thì quý vị sẽ hiểu được nó từ đại loại như là hiểu được cái cách vận hành của nghiệp nó như thế nào, để mình thứ nhất là mình có chánh kiến, thứ hai là mình phá tan tà kiến. Một khi quý vị không có chánh kiến thì về cái vận hành của nghiệp, thưa quý vị, thì xin thưa quý vị khó mà tu tập mà những cái pháp cao siêu hơn, giống như là về nó thậm chí là về tăng trưởng về giới, về định, về tuệ. Thì cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này.